Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Tiên, hôm nay chúng tôi đang có mặt tại nhà thờ Thánh Tử Đạo Việt Nam. Chúng tôi đang có mặt tại nhà thờ Thánh Tử Đạo Việt Nam, thành phố Arlington. Và trước mặt chúng tôi là bản chúc mừng Giáng sinh và năm mới, vinh danh Thiên Chúa trên trời. Và đây là hình ảnh Chúa Giêsu Giáng sinh. Chương trình thánh lễ sẽ bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa hôm nay và chúng tôi sẽ có những thước phim cho quý vị. Chúng ta thấy là nhà thờ Thánh Tử Đạo Việt Nam khá là lớn và họ trang hoàng rất là đơn giản. Chúng ta thấy đây là cây thông. Xin chào quý vị. Ngoài trời thì khá lạnh, nhiệt độ nó có 41-42 độ, tức là tương đương với lại 5 độ Celsius, rất là lạnh. Chúng tôi phải mặc tới 3 cái áo lạnh để quay những thước phim cho quý vị. Đây là toàn cảnh ở ngoài cái khu đậu xe. Chúng ta thấy là khoảng 10 phút nữa thì thánh lễ sẽ bắt đầu. Rất tiếc là chúng tôi không có quay buổi tối vì buổi tối nó lạnh lắm. Chúng tôi đang có mặt tại nhà thờ Thánh Tử Đạo Việt Nam, thành phố Arlington. Và trước mặt chúng tôi là bản chúc mừng Giáng sinh và năm mới, vinh danh Thiên Chúa trên trời. Và đây là hình ảnh Chúa Giêsu Giáng sinh. Và đây là một trong những cái trang trí ở nhà thờ Thánh Tử Đạo Việt Nam. Nói chung thì họ cũng trang trí đơn giản thôi. Cây thông với đèn LED và tượng. Ở Hoa Kỳ thì họ trang trí theo gia đình và họ trang trí đơn giản, tức là mỗi giáo xứ hay mỗi nhà thờ họ sẽ trang trí theo cái cách riêng của họ. Và đây là bên trong nhà thờ. Ah!
nhanh lên để chúng ta. Thưa quý vị, đến nay là thánh lễ đã kết thúc và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Thưa quý vị, đến nay là thánh lễ đã kết thúc và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ tới.